Á hậu Kim Duyên khoe thân hình vệ nữ nóng bỏng với bikini cắt xẻ táo bạo. Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 khoe thân hình đồng hồ cắt nóng bỏng trong bộ ảnh bikini mới. Được trình làng, bản tin Hoa hậu 3 phần 3. Mới đây trên trang cá nhân, Á hậu Hoàn Vũ Kim Duyên khiến fan phát sốt khi tung bộ ảnh bikini cực nóng bỏng. Vốn sở hữu chiều cao 1m73. Và số đo ba vòng ấn tượng 83, 62, 89, nên Kim Duyên vô cùng gợi cảm, và quyến rũ khi diện bikini. Chỉ vài tháng sau khi giành ngôi á hậu Hoàn Vũ Việt Nam, người đẹp đã có sự lột xác đầy ấn tượng và quyến rũ. Diện trang phục bikini một mảnh màu trắng với những đường cắt táo bạo, kim duyên khiến người nhìn không thể rời mắt khỏi đường cong quyến rũ. Người đẹp hứa hẹn sẽ là cái tên tiếp theo gây chú ý của Việt Nam trên đấu trường Miss Universe. Hoa hậu Lương Thủy Linh khoe vai trần quyến rũ trong bộ váy màu vàng nổi bật khi dự sự kiện. Bộ váy bó sát giúp người đẹp khoe được những đường cong quyến rũ. Á hậu Huyền My khoe vai Trần Quyến Rũ trong chuyến du lịch tại Quảng Bình. Huyền My luôn khiến fan ngưỡng mộ với hình ảnh sang chảnh trong các chuyến nghỉ dưỡng. Hoa hậu Ngọc Hân xinh đẹp khi xuất hiện trên truyền hình. Người đẹp khoe tài nữ công gia tránh với món thạch rau câu vô cùng đẹp mắt. Minh Tú gợi cảm và cá tính trong bộ ảnh street style trên đường phố New York. Á hậu Trịnh Kim Chi và gia đình du lịch Đà là dịp đầu năm hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại